Ok, hơi đường đột một chút nhưng mà mình vừa nghĩ ra một cách hủy diệt Osana cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ mời các bạn đón xem nhé. Chúng ta sẽ tăng tốc thời gian lên. Ok, đã đến thời khắc quyết định. Không ai phát hiện ra mình là người đã làm điều đó bởi vì mình đang đeo một chiếc mặt nạ các bạn ơi. Các bạn có thấy nhanh hay không? Bây giờ chúng ta chỉ cần chạy đi tiêu hủy chứng cứ nó thôi là mọi thứ đã hoàn thành rồi. bởi vì mình là một người bạn của Osana các bạn ơi. Mình nghĩ rằng là hành động mà kết thúc sớm sự đau khổ sau này cho Osana cũng là mang một ý nghĩa tình bạn đấy các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tắm nó thôi. Vào đây tắm thôi. Ở cái phiên bản một ngày 1 tháng 10 này mình thấy cũng có khá là nhiều lỗi đấy chứ. Mà tại sao bữa giờ không thấy update bản mới ta? Rồi, bây giờ mặc đồ gì đây? Mặc đồ bơi luôn các bạn ơi, vậy mới chuẩn chứ. Rồi, chúng ta chỉ cần đi tiêu hủy bộ trang phục này nữa thôi. Mình nghĩ chắc là bọn đầu gấu đã đứng ngoài đây rồi, hy vọng là tụi nó không làm gì mình cả. Chỉ cần như vậy là đủ. Đầu gấu ơi. Ok, chạy thật nhanh qua khỏi bọn đồ gấu nhé, nếu không bị chúng nó để ý phiền lắm. Rồi. À, cả cái này nữa. Mình không biết là cái mặt nạ của mình có cần thiết phải tháo vỡ xuống hay không. À, cần các bạn ơi, nguy hiểm quá, cũng may là mình tháo cái mặt nạ xuống, nó không là tiêu rồi. Rồi, mọi thứ xong rồi các bạn ơi. Quá ngon lành luôn. Tổng cộng là 8 phút trong game, không biết là bao nhiêu phút ở ngoài đây. Rồi bây giờ mình chỉ cần về lớp học thôi. Rồi cảnh sát sẽ đến đây. Còn bông hoa dính trên ngực nữa nhưng mà thôi chắc không sao đâu. Bông hoa này thì không bị dính hoa cúc đâu. Bây giờ chúng ta vào lớp thôi. Ồ, tất cả các bạn khác đã vào lớp rồi. Hôm nay mình đi học trễ các bạn ơi, 8 giờ mình mới tới trường. Nhờ vậy mà mình tìm ra cách này. Rồi cảnh sát đã đến. Phát hiện ra Osana Najimi đã trong bộ dạng của một thi thể. Nhưng mà không tìm thấy chứng cứ nào cả. Trước rất nhiều ánh mắt của thiên hạ nhưng mà không có chứng cứ nào cả các bạn ơi. Chiếc mặt nạ là nguyên nhân à? Ủa nhưng mà mặt nạ mình đã đốt rồi mà. Rồi tạm biệt. Tạm biệt Osana. Bây giờ chúng ta sẽ ngủ và đón ngày tiếp theo thôi. Hiện tại mình đang muốn mở cái Ủa không mở được Echa à? Thôi xong rồi các bạn ơi. Ông da đen 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 không cho chúng ta mở cái bảng Echa lên nữa. Tức là bây giờ chúng ta sẽ không được sử dụng cái bảng debuff. Ê, bây giờ là mọi thứ sẽ trở nên rất là khó khăn luôn. Đùa nhau à. Trái tương thế giới đầu sứa ốc chó. Bất thường như mình đây. Xin chào các bạn. Vừa rồi mình mới vừa thay đổi câu chào một tí. Mình thấy câu chào cũ chán quá cho nên là mình nghĩ ra một cái gì đó hay hay một tí. Rồi, hôm nay thì có một điều mà mình rất là muốn làm luôn. Nhưng mà không mở được cái bảng debuff nữa các bạn ơi. Hồi nãy là ở ngoài kia không mở được bảng extra đúng không? Ở đây cũng vậy nè. Trước mình đứng ở đây mình bấm thanh cách liên tục thì sẽ mở được cái bảng gì đó ở chỗ này. Để có một cái chữ E hiện lên ở chỗ này nhưng mà bây giờ không còn nữa rồi các bạn ơi. Bấm mòn luôn nút thanh cách cũng vậy à. Thật sự là gắt lắm rồi các bạn ơi. Không cho mở bản debuff luôn rồi. Nghĩ là chắc trong tương lai khi mà game chính thức ra mắt thì cũng sẽ không có cái bản đó đâu. Bây giờ chúng ta nên cai nghiện cái bản đó sớm thôi. Rồi để mà làm được điều đó thì mình phải đi thu thập banh ti rồi các bạn ơi. Rồi 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 rồi. Tổng cộng được 20 cái banh ti rồi các bạn ơi. Điều mà ngày hôm nay mình muốn làm nhất đó chính là vào cái bảng Semes này nào. Hình như là ở dưới đây có các bạn ơi. Đây, chúng ta có một cái mục gọi là Kill Driver.
unless you're doing business. Có rất là nhiều bước luôn, tổng cộng 9 bước lận các bạn ơi. 9 bước lận. Nhiều thế. Bước đầu tiên là chúng ta phải bắt cóc một học sinh. Và chỉ bắt cóc một học sinh thôi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi xuống dưới chỗ này để mà lấy cái kim tiêm rồi. Và còn cần phải có lọ thuốc ngủ nữa. Khoan đã. Ok. Cô giáo, y tá không nhìn thấy rồi mình đã lấy được cái kim luôn. Nếu mà mình muốn có được cái lọ thuốc ngủ thì mình phải làm cái gì đây? Vào đây xem coi. Rớp cần bao nhiêu ta? 50 lận à. Sao nhiều thế? Rồi. Vừa đi vừa chụp luôn các bạn ơi. Được 10 luôn. Wow. Mình chụp rất là nhanh các bạn ơi. Nhưng mà chụp ở trước mặt người khác như vậy thì hơi bị căng. Phải chụp nhanh nhất có thể nha. Mình đã chụp được bounty của hội học sinh rồi các bạn ơi. Sen. Được 10 điểm luôn. Đúng là hội học sinh có khác các bạn ơi. Hình như là mình thấy lần này chụp bounty được nhiều điểm hơn ấy các bạn. Có người 10, có người 5 luôn. Rồi nói chung là chúng ta đã chụp được ảnh rồi nhưng mà vẫn còn thiếu một điều kiện các bạn ơi. Đó chính là mình phải vào phòng câu lạc bộ video game để mà gia nhập vào. Nhưng mà vẫn chưa thấy thanh niên trong đây đâu cả. Thằng nó đâu mất tiêu rồi. Đồ nhau à. Mình sẽ đi kiếm nó nha các bạn. Có gì đó sai sai. Ủa? Quậy mình bắt đầu cảm thấy sợ nha các bạn ơi. Tại sao thanh niên này lại ở đây? Hả? Có điều huyền bí gì đã xảy ra trong cái con game này rồi các bạn ơi. Quậy ghê quá. Lại có điều đáng sợ xảy ra nữa rồi các bạn ơi. Sao mỗi lần mình chơi game lên những cái điều bất thường, những cái điều đáng sợ nó xảy ra thế này. Nào là Osana đi lòng vòng không rõ nguyên nhân. Rồi Ryberu-chan đi xuyên tường. Rất là nhiều thứ ghê rợn luôn. Hả? Ôi các bạn ơi. Không xong rồi thanh niên. Hội trưởng của hội game nó bị búp xuyên tường. Chúng ta lại xuất hiện một cái loại mới nữa rồi đây. Mình đúng là chuyên gia tìm kiếm lỗi trong game này rồi. Có một vài bạn đã comment như vậy. Không thể tin được. Thảo nào mà lại không thấy thanh niên này đâu cả. Thôi được rồi, chúng ta tạm thời gác qua thanh niên này. Bây giờ mình sẽ quay trở về lớp nha các bạn. Hy vọng là sau bữa trưa thì nó sẽ trở lại như bình thường. Ôi may quá các bạn ơi. Thanh niên này vẫn rất là bình thường. Sau một buổi sáng mất tâm và đi xuyên vào một bức tường thì bây giờ nó quay trở lại như cũ rồi. Cũng may là không sao cả đấy các bạn ơi. Nó không là coi như là nhiệm vụ của mình thất bại rồi. Có thể đi lẹ hơn một chút được không? Mình vẫn chưa chụp hình của senpai. Cho nên là không thể tăng tốc thời gian được các bạn ơi. Vào đây nhé. Chắc là vào từ cửa bên đây rồi. Mà mình không biết là trong phiên bản mới này chúng ta có thể biến hình được hay không đây. Biến hình cũng có rất nhiều lợi thế. Rồi, John thôi. Ở đây thì mình sẽ lợi dụng cái này để boost các bạn ơi. Ở mình sẽ boost vật lý để thăng rank lên. Không biết nó có được hay không đây. Mình vẫn chưa sử dụng. Hiện tại là mình bao nhiêu rồi? Để mình kiểm tra xem chúng ta có thể xem ở đây được. Ủa, sao vẫn rank không thế này? Ôi không giỡn nha, vẫn lên không là không được đúng không? Thôi tóm lại là mình sẽ xuống dưới đây để mua lọ thuốc trước đi. Rớp. Rồi. Nhanh lên chạy. Chạy đến chơi không kịp rồi. Mình đã bao lần muốn thử là để khuôn mặt vào để cái bình hoặc là một cái gì đó rơi xuống vào mặt. Như vậy nó mới đã. Nhưng mà không bao giờ kịp cả các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về lớp nhé. Để mình check lại xem là mình đã đạt đến rank thứ nhất hay chưa. Ok, mình đã dụ thành công bạn ấy vào trong đây rồi. Không biết là có được hay không nhé. Ồ, chắc là được các bạn ơi. Thấy lâu như thế này là chắc là được, không sao cả. Rồi.
Bây giờ chúng ta chỉ việc kéo vào nữa thôi. Hay hay hay, bỏ vào trong đây. Vậy là chúng ta chỉ cần lợi dụng cái chức năng ở trong câu lạc bộ game là được các bạn ơi. Với cái đó thì mình sẽ lên thẳng rank luôn và không cần phải tham gia tiết học, rất là tốn thời gian. Ê, sao tự nhiên có một đôi giày ở đây là như thế nào? Liên tiếp xảy ra những hiện tượng rất là quái lạ luôn các bạn ơi. Không thể tin được. Lại có một cái hiện tượng như thế này xảy ra nữa rồi. Nó làm mình liên tưởng đến một câu chuyện kinh dị mà hay xuất hiện những đôi giày để mà không rõ nguyên nhân á. Mình đọc câu chuyện nó lâu quá rồi cho nên mình cũng không nhớ nữa. Ở đây xem bước tiếp theo của chúng ta là gì. Nói chung là về nhà thôi đúng không? Về nhà và phải để cái độ là tinh thần xuống còn không thì mới được. Rồi. Một câu lạc bộ làm vườn như thế là đóng cửa luôn à. À, chỉ mới mất một người thôi mà. Đây cũng không phải là hội trưởng gì. Mình sẽ xuống tầng hầm để mà chơi với bạn ấy nha. À, không biết là dưới đây có cái dụng cụ nào đó cho chúng ta có thể gọi là dễ dàng chơi thân với bạn ấy hơn hay không. Trước mình nghe nói có bạn, mình nghe một bình luận nói ra có một cái món đồ gì đó dưới đây giúp cho chúng ta có thể nhanh chóng hơn. Có phải là cái này không ta? Mình không biết là mình nhặt cái gì nữa, tại vì dưới đây đồ nó bé quá không thấy rõ. Rồi để mình thử nhé. À, nếu mà mình tra tấn khoảng 18 giờ thì sẽ kiếp một ngày luôn. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái này cho nhanh nha các bạn, tổng cộng là 45 điểm. 45 điểm sau đó thì làm gì nữa ta? Đâu để mình thử 45 điểm trước nha. Rồi chơi đồ với bạn ấy một tí thôi. Ở khuôn mặt và ánh mắt có vẻ như là xinh xắn hơn rất nhiều so với ban đầu đấy các bạn ơi. Rồi đã đến step thứ tư. Bây giờ chúng ta cần phải chụp cái bản mặt của Raibaru. Mình sẽ chụp luôn nhé, Raibaru đang ở chỗ này nè. Raibaru cho chụp mặt cái nhá. À rồi, mình đã chụp được mặt của Raibaru rồi. Ten. Chụp xong rồi đấy. Như là bây giờ mình phải bấm cái step tiếp theo mới được các bạn ơi. Ê, phải đưa cho hai đối tượng. Đưa cho hai đối tượng. Đùa nhau à. Mình chỉ mới chuẩn bị một đối tượng thôi. À, sao đây ta? Vẫn còn một cách rất là khả quan nữa các bạn ơi. Đợi mình một chút nhé. Bây giờ mình sẽ gọi là ra khỏi câu lạc bộ video game. Mình không biết rõ cái này có phải là hai đối tượng hay không nữa các bạn ơi. Hay là đưa hai con dao nhỉ? Đâu để thử nhá. À, give weapon. Ủa? Không đúng rồi các bạn ơi. Không đưa cùng lúc được. Ôi, không xong rồi. Vậy là mình phải nhanh chóng. À, vậy cũng không kịp luôn rồi. Không biết là senpai có phát hiện hay không. À, khoan, đúng rồi. Raibaru-chan sẽ đi gọi là nhìn chậm Osana nói chuyện với lại Ronsaku vào lúc này. Rất là phù hợp cho mình luôn các bạn ơi. Mặc dù là hơi khác so với dự định của mình một chút nhưng mà vẫn ổn. Quan trọng là bạn này có đi nhanh hay không thôi. À, bây giờ chúng ta thử xem bước tiếp theo nào. E với control. Cuộc nói chuyện này chắc cũng sẽ tốn thời gian kha khá đấy. Đến rồi. Đến rồi các bạn ơi. Mình hy vọng là mình làm kịp. Nhanh lên. Sao mà đi thông thả thế kia. Đúng rồi. Uầy, thằng Ryuji. Good nha.
Ủa sao mọi người đều tập trung về chỗ này vậy? Mình có thể tham gia vào. Ôi, mình không làm gì cả các bạn. Mình chưa làm gì luôn. Raibaru. Rồi xong. Vậy là kết thúc Raibaru rồi các bạn ơi. Mình có cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó rất là mang tính tình bạn luôn. Rồi, vậy là mọi người vui vẻ cùng với nhau đi rồi các bạn. Mình cũng phải nhanh chóng đi gọi là tiêu hủy cái này cái thứ đang cầm trên tay thôi các bạn ơi. Mình không làm gì hết nha, mình chỉ là giải phóng Raibaru đến một nơi tốt đẹp hơn nơi này thôi. Bây giờ thì hello mấy anh đầu gấu. Em chỉ đi ngang qua đây thôi. Đúng rồi, mình không làm gì cả các bạn ơi. Chẳng qua là mình chỉ đứng ở đó vào thời điểm đó thôi. Ê, sao Raibaru yếu thế? Mình thấy là thường Raibaru sẽ phản kháng lại mà chắc là do đang đứng ở đó nghe trộm đây mà. Nghe trộm là không tốt đâu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết chưa? Rồi, cảnh sát đã đến. Phát hiện ra Raibaru. Hung khí là dao và người gây sát thương cho Raibaru chính là Sakura Higiwara. Rồi, nhưng mà Sakura Higiwara đã tự cho nên cảnh sát không tìm thấy được gì cả. Ayato không bị hỏi gì cả. Không có cái gì liên kết với Ayato. Mọi thứ chấm hết. Osana. Ê. Sau khi kết thúc thì Osana nói với senpai là cô ấy đã nhìn thấy ai đó ở dưới gốc cây anh đào. Hay là hẹn gặp. Hình như là hẹn gặp đúng rồi các bạn ơi. Ủa sao tính bữa tối rồi. Ê, Osana vẫn mặt. Sau khi người bạn vừa mới mất đi thì Osana quyết định tỏ tình với senpai. Rất là đỉnh luôn các bạn ơi. Chúng ta lại bắt được một khoảnh khắc tuyệt vời của Osana nữa rồi. Vỗ tay. Osana? Osana. Waiting, you dummy. Bạn này mình đã sập rồi nha. Nếu mà bạn nào vẫn chưa xem video về cốt truyện thì hãy bấm ở trên cái dấu than ngược để mà xem lại cái đoạn này có ý nghĩa gì. Vậy là mình đang xem lại cái khung cảnh này một lần nữa. Nếu mà vào buổi tối thì cảm giác nó sẽ như thế nào. Someone who's always been there, right next to me. Up until now, I always thought of you as just Đại khái là Osana đang muốn nói người mà Osana thích đó chính là bạn thời nhỏ, cũng chính là senpai. Thì trước đến nay chưa có dũng khí để nói nhưng mà bây giờ đã có rồi. Sau khi người bạn mất đi thì có dũng khí để nói rất là tuyệt vời. And lying to you, I have to be honest with my feelings. This is so embarrassing, but I can't stand just being friends anymore. Listen up, okay? Ở góc cạnh này chúng ta có thể nhìn thấy được Osana là một con người có nhân cách rất là đẹp luôn các bạn ơi. Là một tấm gương đáng để được noi theo. Dù có xảy ra bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa thì tình yêu vẫn bất diệt. Cho nên là Osana quyết định tỏ tình vào đúng ngày hôm nay luôn các bạn ơi. Đúng ngày giỗ của Raibaru luôn, người bạn thân nhất của Osana. Bây giờ FPS đang 200 mấy luôn, rất là tuyệt. Ôi nhưng mà chẳng phải là theo cái dòng chảy này thì Ayano sẽ bị đá sao? You're being honest, right? Of course I am. I love you, Osana. I'm so happy. Please never leave me, you big dummy. Rồi. Nhưng mà được nhìn thấy cái cảnh tỏ tình trong đêm thì cũng rất là tuyệt rồi các bạn ơi.
Không còn từ nào hơn từ tuyệt để diễn tả được cái khung cảnh này nữa. Senpai Lost. Rồi, vậy là video này đến đây kết thúc. Đây là một cái video và nó hơi bị mang tính chất tình bạn một chút. Nếu mà bạn nào cảm thấy như vậy thì bấm cho mình một like đăng ký nếu các bạn là người mới, và đừng quên lướt vô chu để nhận được những thông báo mới nhất đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.